Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên ngày 2 tháng 7 năm 2022 nha cả nhà mình nha. Thì hôm nay cây lan rừng Phú Thái của em cũng tiếp tục lên lại một số cái loại phong lan rừng nha cả nhà nha. Đó. Thì hôm nay em tiếp tục lại lên nè, hôm nay có kiều tím nha, có hai kiều tím này. Rồi hàng Nhật Bản này, nói chung là cũng đủ loại. Rồi giá hương hiệu quạt nha. Hôm nay tiếp tục lại về giá hương hiệu quạt cả nhà. Đó, số lượng giá hương để bạc anh em thì mấy hôm nay về vẫn đều nha. Nó có cả hôm nay có cả hai khúc nguyên bản đây, em cũng xa rẻ cho cả nhà mình luôn. Thì, rồi đặc biệt hôm nay có huyết nhung nha cả nhà nha. Huyết nhung thì hôm nay có một con dê này khủng bố luôn này, một con dê huyết nhung mới đó là khủng bố luôn. Rồi thêm được mấy hình huyết mông nhung rồi nhỏ nữa nha. Rồi em có kiếm bạch ngọc nha cả nhà nha. Đó, kiếm bạch ngọc và kiếm hồng hòn nha. Đó, địa là kiếm hồng hòn. Kiếm hồng hòn hôm nay lên những cái dề kiếm này, coi cái măng của nó này, nó quá là chất lượng luôn nha. Đó, những cái dề rất là đẹp luôn. Rồi hai nhắn cái nhà nha, hôm nay có hai kim và có một khúc huyết nhung lá mít xếp luôn, hàng nguyên bản này vip luôn nha. Đây một khúc huyết nhung mít xếp luôn này. Rồi đầu tiên làm vô giới thiệu cái chế phẩm anh em nha cả nhà nha. Đây là chế phẩm Linh Sơn nha, em vẫn bán với giá là 70k một lọ, ba lọ em bao ship nha cả nhà nha. Đó, còn cả nhà mình có thể mua gặp với đơn line giúp em thì em vẫn quay cái vườn nhà em cho cả nhà mình xem. Thì có nhiều của chú anh chị nào vào sao chưa xem được thì hôm nay xem lại nha. Đó, những cái hàng mà em như đặc biệt trâu này, đó phun cái chế phẩm này vô đó là rất là tuyệt vời, lá dày bóng và đó là dòng bên thân nha. Đó, quế thì đây, những cây quế rất là xanh rất đậm luôn. Cù La Minh này, Cù La Minh thì phun lên những cây này, đó lá xanh đậm, lá dày, lá mít đẹp luôn nha. Đây là cả nhà này. Đó, thì cái chế phẩm này thật sự tốt thì em mới lên giới thiệu cho cả nhà mình sưu tầm thôi. À, đây này, những cây này, coi cả nhà mà coi cái độ xanh của nó này, đó, rễ nó ra rất là đẹp luôn, đó, xanh mường mượt luôn nha cả nhà nha. Đó, hàng của nó là em xịt cái chế phẩm lên phải nói là tuyệt vời luôn. Đó, còn kiều đây, kiều thì em phun vô thì những cái thân kiều rất to rất mập, rồi lá dày bóng luôn nha. Đây này. Đó thì em vẫn quay thì nhiều của chú anh chị thì lúc trước cũng đã xem rồi thì hôm nay em tiếp tục quay lại cái vườn nhỏ nhỏ nhà em đây, nhưng mà xịt rất hiệu quả cả nha. Những cô chú anh chị nào vô sau thì đó thì cái sẽ thấy cái hiệu quả của cái thuốc này em, cái chế phẩm này nha. Thì em với giá là 70k một lọ, gộp đơn giúp em nha, gộp vô cái phân lan em bao ship luôn nha. Còn cả nhà ai lấy ba lọ thì em bao ship nha. Đó, chẳng hạn như ba lọ như thế này thì em bao ship luôn này được này, tại em bán một lọ lời không bao nhiêu cả nha, 10-15 ngàn thôi. Rồi em vô cái phần hình số 1 này, phần lan này, hình số 1 một phần hai kim để giá 130 bao ship nha. Đây là hai kim nha cả nhà nha. Đó, một phần hai kim phải nói là rất là nhiều luôn, rất là nhiều cây luôn, cả nhà mình về tha hồ mà trồng luôn. Đó, một đống luôn nha. Đó, 130 cho một phần này em bao ship hình số 1. Hình số 2 cũng 130 một phần này, hai kim nha. Hình này thì có ba dề cả nha, ba dề này thì 130 nha. Đó, ba dề hai kim này. Đó, rất là đẹp luôn, 130 luôn hình số 2. Qua hình số 3 thì em có kiếm hồng hòn nha cả nhà nha. Thì hình này có cái dề này để giá 200 này, em đã bao với ship rồi. Một cái dề phải nói là quá là chất lượng luôn cả nhà. Đây này, những cái lá này rong rêu nó bám từ đường như cả nhà nha. Dề thấm nước lau thì nó sạch sẽ, nó đẹp thôi. Đặc biệt cái dề này nụ nè cả nhà. Ui trời, cái măng nụ của nó nè. Đó, coi nè, cái ngón tay em không xi nhê gì cái bắp đủ đó nè. Đó, một nụ này, hai nụ này. Bên đây hai nụ nữa cả nhà. Ở đây một nụ nữa nè. Ui trời, cái nụ của nó nè. Đó, và đây đang luống một nụ nữa nè. Đó, thì cái dề của cái măng lên cả nhà. Măng lên rất là đẹp luôn, rất là mập luôn. Dề to luôn như thế này. Giá 200 em bao ship nha, một dề kiếm hồng hòn nha. Dề rất đẹp cả nha. Hình số 3. Hình số 4 thì hình này để giá 180 này, bao ship cho một cái dề kiếm hồng hòn. Cả nhà coi cái măng lên này. Cái lá của nó này. Đó, rất là bự, rất là to luôn. Nhìn qua đó là cực kỳ đẹp luôn nha. Cái dề này cái măng cái củ của nó cả nhà. Trời, cái củ nó chà bá luôn. Này, lá này, rất là đẹp luôn. Cái dề này phải nói là quá đẹp luôn nha. Dề này cũng đang có một nụ nữa cả nhà. Đó, cái nụ của nó này, cái nụ nó to như thế này thôi mà. Chuỗi hoa nó lên chắc chắn là sẽ rất là to, rất đẹp rồi. Đây là địa lan kiếm hồng hòn nha. Rồi, hình số 4 này 180 bao ship này. Rồi qua hình số 5. Hình số 5 cũng kiếm hồng hòn này, để giá 130 bao ship nha. Hình này thì có hai dề cả nhà. Đó, hai dề thì mang lên này, rất là khỏe luôn. Hai dề này thì em chưa thấy nụ nha. Đó, chưa thấy nụ, hai dề này to đùng này. Rồi, 130 bao ship nha.
hình số 5 nha, 2 giờ này, đó 2 giờ tao đụng luôn. Nhìn hàng xanh tươi mơn mởn rất đẹp luôn nha. Hình số 6 thì hình này để giá 120 này. Em bao ship luôn này. Hình này có 3 giờ cả nha. Đó, 3 giờ to đùng luôn này. Đó, phăng lên rất là khỏe đó. Đây 2 giờ lớn và 1 giờ nhỏ này. Thì 3 giờ này, đó. Nguyên một cái sớ dài như thế này luôn, giá 120 bao ship. Hình số 7 thì em có combo 2 loại nha. Thứ nhất là kiếm bạch ngọc và thứ hai là kiếm hồng hoàng nha. Hai loại kiếm này vô một combo để giá 150 em bao ship nha. Đầu tiên này có một khóm bạch ngọc này, đó hàng xếp kiểu quạt rất đẹp này, hai củ nha. Rồi đây này, một khóm này hai củ rất đẹp này, và đây một khóm này, kiếm bạch ngọc đó, nó xếp như thế như cái quạt này, đẹp chưa. Hai củ kiếm bạch ngọc này, đó hai củ ba măng này. Hai giờ nha. Đầu đây một giờ kiếm hồng hoàng này, đó củ rất là to luôn cả nha, rất là đẹp luôn. Và đây thêm một giờ kiếm hồng hoàng nữa này, hai giờ kiếm hồng hoàng, hai giờ kiếm bạch ngọc, giá 150 nha. Về cả nhà combo hai lần kiếm nha, 150 đến 3 ship nha. Hình số 7 nha. Rồi qua hình số 8 để giá 133 ship này, có một giờ kiếm bạch ngọc cả nha, đó một giờ đó rất là to luôn, một giờ kiếm bạch ngọc này, về cả nhà vô một cái chậu luôn nha. Đó, để giá 133 ship nha. Đây là kiếm bạch ngọc nha. Rồi qua hình số 9 thì hít nhung nha. Hít nhung thì hôm nay em về được mấy phần á, đó. Đó cái phần này nói chung không được đẹp, em để giá cho cả nhà 130, em đã bao phí ship rồi nha. Đây là hít nhung nha, có một cây này, đó hai cây này, ba cây này, bốn cây này, đó, năm cây này, sáu cây này, đó, những cây này rất đẹp quá nha, bảy cây này và tám cây này. Đó, cây này thì lá nó hơi lướt này. Đây hai cây nữa 10 cây này. Đây cây nữa 11 cây này. 11 cây này giá 130 bao ship nha. Nói chung hàng không được đẹp thì em để rẻ cho cả nhà mình về siêu tầm lấy giống nha. Hiến nhung nha, hình số 9. Số 10 cũng 130 bao ship luôn này. Đó con hiến nhung này, một cây này. Đó. Hai cây này. Cây này đẹp này. Ba cây này. Bốn cây này. Cây này to đẹp này. Năm cây này. Đó. 6 cây này, 7 cây này, vào đây một về nữa này, một ngọn mẹ mấy con nhỏ dưới này, 8 này đó. Rồi phần này cũng 130 luôn nha. Hôm nay cây không được đẹp thì em bán 130, hôm trước em bán 150 một phần, cây nó đẹp hơn nha. Rồi hình số 10 130 bao ship. Qua hình số 11 cũng hít nhung luôn, để giá 200 nha, em bao ship nha. Hình này đầu tiên có một về này, một cây mẹ và một hai cái con dưới này, một cái thế cầm dài như thế này nha. Rồi đây một dề nữa này, ui trời cái dề này một cái mẹ này cả nhà này, ba cái con dưới nó sẽ đẹp luôn này, ba bốn cái con luôn, mọc thẳng hàng như này luôn nha, cái mẹ không thấy móc con như thế này, về cả nhà mình giúp thế thác đổ nha, là hai này, rồi thêm đây một dề một mẹ một con thế móc con này, thế thác đổ này, thì ba dề này giá 200 nha, hít nhung nha cả nhà nha, ba cái dề này giá 200 em bao ship hình số 11. Rồi qua số 12 thì lên một cái siêu phẩm hít nhung luôn, một dề một luôn, 12 13 ngọn, toàn những cây xếp như thế này. Đó thì em nói trước hàng rừng bằng chuyển về thì có một số lá nó bị gập như thế này cả nhà, nhưng mà không vấn đề gì đâu nha, nó bị gập do mình bằng chuyển không. Nguyên một cái dề khủng như thế này, một cái dề hiếm nhung mới nói là quá bự luôn đó, anh em thấy chưa, tổng nó là 12 13 ngọn như đó cả nhà. Cây mẹ nó dài từ dưới đây lên gần cả mét luôn, đa số những ngọn rất là dài luôn. Đó một cái dề chà bá luôn, một dề phải nói là khổng lồ luôn nha, một dề hiếm nhung nó là quá chất lượng luôn, một cái dề to như thế này để giá 600 nha. Đó, đầu tiền cây, những cái cây to không giờ tách ra bán cũng rất là nhiều tiền rồi cả nha. Đó, một dề khủng long như thế này, đây là hít nhung nha, 600 em bao ship cho một dề một này, còn đang lên này, đó những cái ngọn xếp đẹp luôn này, nó cong hết cái này đây này, đó qua toàn ngọn luôn. Rồi hình số 12 này 600 em bao ship cho một cái dề hít nhung này. Qua số 13 thì đây để giá 200 em bao ship luôn nha, có một khúc hiên nhung nguyên bản hàng lá mít chụp vịt luôn, lá mít sâu luôn cả nhà, coi này hàng nguyên bản bán chắc chắn này nha, hai ngọn nha cả nhà nha, đây một ngọn này và trên đây một ngọn này, đó lá mít như thế này. Đó, thì em nói trước quá trình vận chuyển có mấy cái lá nó bị gập như thế này, đó một hai lá thôi. Rồi em nói lại nha, hình số 13 là 200 cho cái giò hiên nhung mà nha, em đang quay đã bị ngắt video dưới chừng á, do có cuộc gọi đến á. Đó rồi em để giá 200 em bao ship hình số 13 nha. Qua số 14 thì em có dáng hương rễ quạt nha, để giá 180 em bao ship cho hai khúc này, chà bá lửa luôn.
do nó hàng nó bực đẹp á, vận chuyển về nặng quá rồi nó bị ấy cả nhà. Nhưng mà một cái khúc này thì chi chít ngọn bu bán lúc này luôn. Đây là dáng hương rỉa vàng nha, đó cũng có những cây xếp đẹp này, đó một khúc bự to như thế này nha, thêm một khúc này nữa ta. Ôi trời, cái khúc này thì chi chít ngọn nó đu thế này luôn cả nhà. Nhưng mà quá trình vận chuyển cái khúc cây nó nặng quá rồi, có nó đè nó một số lá nó bị gập bị giấy đó. Còn có những cây xếp đẹp như thế này thì hai khúc dáng hương rỉa vàng phiên bản này, hậu này đóng tiền ship đi chắc cũng bộn tiền đâu, em xả cho cả nhà giá 180 bao ship luôn nha. Hình số 14 nha, qua số 15 thì cũng dáng hương rỉa vàng nha, để giá 150 này, ở mức 140 này em bao ship nha, cho 20 cây dáng hương rỉa vàng giống như thế này xếp đẹp nha. Đó, lựa những cây xếp đẹp cho cả nhà mình luôn đó. Đây này, ôi trời, những cây giống đẹp 20 cây, hàng đem cho hàng giống nha, hàng giống 140 em bao ship nha, hình số 15 nha, em có hai phần, phần nào như phần lấy cả nha. Những cây rỉa quạt xếp mít ruột lịch luôn, y như cụ là mình luôn đó. Rồi 20 cây là 140 em bao ship. Qua số 16 thì đây 160 cho phần này, một về hai ngọn xếp đẹp luôn, quá là to luôn, thêm đây một về ba ngọn nữa này. Đó, cái ngọn trên thì nó bị lỗi nhưng mà nó sẽ lên ngọn mới thôi nha cả nhà nha. Đây này, ba ngọn hai về này to nha, cái to là giá 160 bao ship nha. Thì đây cho cả nhà mình xem cái hoa của cái dáng hương rỉa vàng, có nhiều của chú anh chị mình thì cũng chưa thấy cái mặt hoa, thì để em sẽ quay cái mặt hoa cho cả nhà mình xem nha. Đó, hoa rất là đẹp đó nha, hoa dáng hương rỉa vàng thì một cái dòng hoa thì mặt hoa cũng khá là đẹp luôn đó, đẹp chưa, nhìn cái môi nó màu tím mà rễ như cái quạt luôn, năm cánh đốm 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 màu vàng màu chấm cam đó, nhìn giống y như da con báo luôn nha. Đó, đây là dáng hương rỉa vàng nha cả nhà, hoa rất đẹp luôn. Rồi, hình số 16 giá 160 nha, cho hai về này em bao ship. Qua số 17 cũng 160 luôn này, em bao ship luôn nha. Có một cây này, một cái về toàn là những cây xếp mít như thế này, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn. Đây một về ba ngọn đó cũng xếp mít như thế này, và thêm đây một về nó một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu ngọn xếp mít như thế này. Đó, xếp rồi việc thì như cụ là mình luôn, 160 bao ship luôn. Hình số 18 160 luôn nha, em bao ship luôn nha. Hình này có một về, ôi trời, về này đẹp chưa, một cây to này xếp đẹp này. Đó, có ba ngọn con dưới nhỏ dưới này, ba ngọn con dưới, và thêm đây một về nữa bốn ngọn đó. Đó, toàn những cây xếp mít đẹp luôn này, giờ này bốn ngọn nữa nha, hai giờ này giá có 160 luôn nha, em bao ship luôn nha. Hình số 18 qua số 19 thì hình này đã giá 170 này, em bao ship hình số 19 nha. Hình này có một giờ này đẹp cực kỳ cả nha, này toàn những cây xếp đẹp không, 1 2 3 4 5 6 7 8 ngọn gì đó, toàn những cây xếp này. Đó, một giờ đẹp này. Rồi, thêm cho mình cả nhà mình hai ngọn này đó, một giờ hai ngọn mít đẹp nữa. Rồi đã giá 170 bao ship nha, hình số 19. Qua số 20 để giá lại 160 bao ship này, có một về hai ngọn xếp mít này, xếp đẹp này, thêm đây một về này đó, ngọn mẹ lên ngọn mới luôn, hai ngọn luôn, hai cây này, đây một về hai ngọn này đó, toàn xếp mít đẹp này, và thêm đây một về đặc biệt về này đẹp này đó, xếp tục vịt luôn, ba bốn ngọn, năm sáu ngọn gì đây luôn, chi chín ngọn luôn. Rồi cái mớ này để giá 160 bao ship nha, hình 20. Qua hình 21 thì hình này để giá 180 này, em bao ship luôn nha, cũng giá hương rỉa vàng nha, có 5 cây 180 em bao ship hình 21, 5 cây xếp cực kỳ đẹp luôn này, một cây này đẹp chưa, hai cây này đó, toàn lựa những cây xếp thẳng cho cả nhà đẹp cực kỳ, ui trời, cây này đẹp quá luôn, ba cây này xếp với nó quá là đẹp luôn, bốn cây này đó, bốn cây này và 5 cây này đẹp chưa, chất lượng phải nói là quá tuyệt vời luôn, 5 cây xếp được việc đẹp chất lượng như thế này, giá 180 em bao ship hình 21. Hình 22 thì giá 200 này, em bao ship luôn nha, có một cây mẹ con này đó, cực kỳ đẹp luôn, lá mít lá to đẹp luôn, một cây mẹ con này, thêm cho cả nhà một cây nữa này đó, cây lá to nha, cây nhỏ mà lá to, thêm cho một cây to nữa này, ba cây này có một cây mẹ con, về cả nhà mình ghép một mẹ ba con dưới nha, cái thế nó nghiêng nghiêng, nó rất dáng nghiêng cả nhà, rất là đẹp luôn đó, dáng nghiêng nghiêng này rất đẹp luôn, cây to đẹp, hình số 200 em bao ship cho ba cây này đó, hàng to như thế này thì giá nó trị nó cao hơn nha cả nhà nha. Rồi hình 22 qua số 23 để giá 170 này, em bao ship luôn nha,
có một cây này mít đẹp này, hai cây này đó, còn những cây xếp đẹp không, ba cây này, bốn cây này đó, năm cây này, sáu cây này đó, đẹp nha, bảy cây này, tám cây này và hai cây này nữa là 10 cây. 10 cây đẹp như thế này xếp đẹp không nha. Vậy cái nhà mình vô ghép vô một cục lũ hay cầm chậu gì cũng được hết. Một đống như vậy luôn. Về thao mà ghép luôn, toàn những cây toàn đẹp. Giá 200, giá 170 bao ship nha. Em xin lỗi. 170k cho phần này, hình số 23. Hình số 24 hình này để giá 220 này, em bao ship luôn nha. Cũng dáng hơn để quạt nha. Đó, đây này, chọn những cây này, Mitsubishi luôn. 1 này. 2 này. Đó, xếp đẹp cực kỳ chất lượng, quá đẹp luôn. 3 cây, ui trời, cái này y như cái nhãn luôn, xếp này chỉ thiên này, đẹp chưa, hàng đẹp. 4 này, chọn những cây xếp này. 5 này, quá là đẹp luôn. 6 này, đẹp chưa, hàng quá đẹp, cực kỳ. 7 này, chọn những cây mít xếp đẹp luôn. Rồi, 7 cây này giá 220 nha, hàng đẹp mà có giá tiền đẹp nha cả nhà nha. 220 em bao ship hình 24. 25 thì em đây, em để giá 180 này. Em bao ship luôn nha. Cho có 3 khúc nguyên bản này. Một khúc Vanda này. Đó, một khúc Vanda một mẹ tao mấy con luôn, chà ba lửa luôn. Đó, một khúc này. Đẹp chưa? Rồi, thêm đây một khúc, đây là dòng thanh đạm hay là cái gì đây? Ui một khúc này luôn. Xâm xe luôn. Đó, hàng nguyên bản nha. Đó, cái này em không biết thanh đạm hay là cái gì đây. Đó, nguyên một cái khúc chà bá luôn này, hai khúc này, rồi thêm một khúc tai thỏ gì đây, đó, hàng nguyên bản luôn nha, rồi ba khúc này nguyên một đống luôn, giá 180 bao ship nha, hình số 25 nha, 180 bao ship này, đó. Rồi qua hình số 25 rồi, 26, đây là hình 26 nha cả nhà nha, hình 26 giá 140 nha, bây giờ muốn rồi, em sửa lại. Hình 26 là kiều tím nha, giá 140 bao ship, đầu tiên có một về kiều tím này, đẹp chưa, hàng lùng nha. Rồi thêm đây một về đó này, là hai về này giá 140 nha, hai về kiều tím này vô chậu coi nha, đó, giá 140 bao ship đi. Hình 26 nha, em ghi 24 nhưng mà lộn, 26 nha, để em sửa lại nha, 26 nha cả nhà nha, 27 có 140 này, em bao ship luôn, cũng hai về kiều tím miền Trung nha, rồi một về này, đó. Một giờ tháng ngắn nha, tầm 25 phân. Thế này một giờ nữa nè, hai giờ này vô chậu nha. Vô chậu ok như thế này. Rất là xâm xê luôn. Đó, hai giờ chiều tím này giá 140 bao ship luôn nha. Hình 67 nha. Rồi, hôm nay em lên 20 mấy hình đó. Cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại em có để lên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người ạ.